Các cháu ơi, bây giờ bà sẽ bắt con ngáo này ra để bà làm món thịt chó lứng siêu cay khổng lồ nhé. Các cháu chờ nhé. Ui giời, làm sao nó phải khác như vậy? Thấy chưa? Thật đấy, đẹp thật đấy. Đẳng cấp như này. Đồ ăn, đồ uống quá trời à? Đồ ăn luôn như vậy à? Ui, thế là em được vẽ trong cái này đúng không? Ai của mày? Bây giờ anh em phải bốc thăm đàng hoàng như đấy, thấy chưa? Này có được cả một quả đen này để xem vẽ cho nó sáng nhá. Ui giời ơi. Mày vẽ ai đấy? Con gì? Bây giờ đây nói con gì luôn nào? Ôi đi luôn à? Đấy. Thôi nha mày. Mày tự biết kết quả của mày rồi nhá. Này, ôi vẽ này. Người ta chỉ mỗi cái răng vẩu nhưng vẫn còn đẹp trai đây. Bố vẽ này không hiểu cái kiểu gì này. Xin chào tất cả các cháu. Bà là bà Tân Vlog. Chúc các cháu một ngày mới vui vẻ nhé. Các cháu ơi, hôm nay bà lại tiếp tục làm clip đây các cháu ạ. Thì hôm nay bà đã chuẩn bị một cái mâm siêu to này. Bà sẽ làm món thịt chó luộc nguyên con siêu cay khổng lồ các cháu nhé. Thì bây giờ bà sẽ ra bà bắt con chó, khả năng là bắt con chó ngáo của bà. Sau đó bà sẽ luộc nguyên con và trưng bày lên đây để mời các cháu ăn các cháu nhé. Các cháu xem video thì hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho bà nhé. Chào các cháu nhé. Các cháu ơi, bây giờ bà sẽ bắt con ngáo này ra để bà làm món thịt chó lứng siêu cay khổng lồ nhé. Các cháu chờ nhé. Các cháu ơi, thì vừa rồi bà đã xong con chó ngáo rồi. Bà đã làm món thịt chó luộc nguyên con. Nhưng mà may nó vẫn còn sống các cháu ạ. À. Con này nó khó luộc quá. Thôi bây giờ bà này phải thả nó ra đây các cháu ạ. Ui dồi. Xin chào tất cả anh em nhé, mình là Panda anh em. Vừa rồi đóng giả bà Tân luộc con chó này mà khó quá. Này, đóng giả này. Tóc này thằng Minh Vương nó đi nó tán gái khắp phố đi bộ rồi, bây giờ mình phải lấy mình trong cảnh. Anh em thấy uy tín thì cho mình xin một like và đăng ký nhé. Thì hôm nay mình không phải thịt chó, không phải làm món ăn siêu to. What the hell? Các cháu ơi, à các bạn ơi, hôm nay mình không làm món thịt chó, cũng không làm món siêu to mà hôm nay mình chỉ đóng giả thôi. Còn bây giờ mình sẽ thực hiện một thử thách tiếp theo anh em. Thì hôm nọ mình có làm một cái thử thách là vẽ tranh idol nổi tiếng thì được rất nhiều anh em ủng hộ. Hôm nay mình lại tiếp tục thi đấu vẽ tranh người nổi tiếng với thằng toàn người anh em nhé. Thì hôm nay mình sẽ vẽ tranh dưới gầm giường anh em ạ. Đấy, uy tín như thế nó phải có độ khó đấy anh em. Anh em hóng thì chờ một lúc để mình gọi toàn người ra thi đấu anh em nhé. Ok nha. 2000 years later. Ok anh em ơi, mình đã gọi thằng toàn người ra rồi. Nó làm gì không biết, lâu quá thể. Ra đi nào. À đây rồi. What the hell, mày cầm nỏ đi mày săn thú à? Săn thú ấy. Hay ở nhà có mỗi hai con thú kia mày định bắn chúng à? Thế là em săn làm thử thách bắn cung 1 sao 5 sao. 1 sao 5 sao. Đấy 1 sao đấy. Đấy 1 sao. Con này chắc đẹp, con này 5 sao à? 5 sao chứ có gì nữa. Thế bắn cái gì ấy? Anh em làm thử thách bắn bóng bay. À mẹ 5 sao lại bắn theo uy tín lắm nhỉ? Qua em làm gì ấy? À quên đấy, này giả mày. Hôm nay lại tiếp tục quả series là trước vẽ tranh, mày có nhớ không? Nói vẽ tranh anh ơi, lại nói vẽ tranh mình lại cay. Hôm trước mình vẽ anh Dương rất là đẹp, đăng lên Facebook anh cũng là đẹp, nhưng mà anh ấy dám đưa cái hình của Trần Ninh Bo. Thôi em không chơi đâu. Hôm nay anh thề mày, anh hứa, anh đảm bảo anh không cho mày nữa. Hôm nay anh em mình vẽ tranh không có Dương luôn. Không có Dương thì nó chấm làm sao nữa. À, được, đúng được, không? Được. Hôm nay anh sẽ thử thách rất đàng hoàng một chút. Nhưng mà phải có tiền. Có tiền. Hôm nay anh tăng lên hẳn 5 lít. Lít. 5 lít. À, ok, thì mình bắt tay làm kèo cái. Ok, như đây. Hôm nay em mình tiếp tục vẽ tranh nhé. Tranh. Chú thử đoán xem hôm nay là mình sẽ vẽ idol gì nhỉ? Có tiền là chơi ngay, chắc là vẽ Nguyễn Thành Nam.
Nguyễn Thành Nam á. Nguyễn này là Nguyễn Thành Nam đâu, không làm YouTube rồi, mình không vẽ nữa. Hay là công chúa Thủy Tế. Đây là có phải là anh Hưng không? Đúng rồi, Hưng Vlog. Đây là cái tập mà Hưng Vlog đeo cái răng vô vào. Chứ còn lâu cái đẹp trai không, không phải ai đâu. Có anh dám vô nhỏ. Đâu cái tập này là view cao mà. Lấy nhảy ạ. Hôm nay mình sẽ vẽ người đầu tiên là Hưng Vlog nha anh em nhá. Ok nhá. Chú thì vẽ Hưng không? Cứ bóc đi vào anh nào. Này cũng rất nổi tiếng, chú thử án đi. Chắc là... Hay là anh Bo. Mày Bo tuổi gì trên làng YouTube. Ui trời, idol PDH à? PDH. Cái tập này đang lập bằng là A4. Đấy nhá, hôm nay anh em mình sẽ thi đấu là vẽ hai nhân vật này anh em ơi. Đấy, để xem ai vẽ đẹp nhất nhá. Ok nhá. Ok. Thế còn bút màu thì không còn bút màu 10.000 với lại 100.000 nữa. Hôm nay em mua 20.000 luôn. 20.000 á. Công bằng luôn. Được chưa? Được. Công bằng chưa? Hôm nay là không có gì để cho chú rồi. Đúng không? Người cuối cùng xong là sẽ được dương chấm điểm. Được. Hôm nay mình không phải vẽ đơn giản ở cái sân này nữa. Hôm nay mình sẽ thi vẽ tranh ở trong gầm giường. Ủa lại gầm giường? Chơi gầm giường mới khó ấy. Bảo sao là treo thưởng 5 lít anh em ạ. Chơi nó phải khó, chơi ăn kèo không banana phải khó anh ạ. Hôm nay mình sẽ vẽ hai bức tranh ở trong gầm giường nhé. Nhưng mà gầm giường nó lại thế này em ạ. Gầm giường của anh nó có hai loại. Một loại 1 sao và một loại 5 sao. Em biết cái trò này rồi. 1 sao thì nó thì đơn giản, nó không có gì. Nhưng 5 sao uy tín lắm, tí bảo anh review cho xem. Ủa thế á? Uy tín luôn. Thế bây giờ anh vào cho chú xem gầm giường trước nhé. Trong ra anh em mình góp thăm. Okay, đi, anh em đi. Đi, anh ạ. Đó này, đây chính là cái gầm giường 5 sao để anh em mình thử thách đây em này. Để xem nhá. Xem đi. Ui giời. Ui giời. Ui giời lung linh như này. À cơ. Ui giời. Ui gì này. 5 sao nó phải khác như vậy. Thấy chưa? Thật đấy, đẹp thật đấy. Đoạn cấp như này. Đồ ăn, đồ uống quá trời à. Đồ ăn luôn như này à. Ui, thế là em được vẽ trong cái này đúng không? Ai của mày, bây giờ anh em phải bốc thăm đàng hoàng. Đấy, thấy chưa? Lại có được cả một quả đen này để xem vẽ cho nó sáng nhá. Này. Ủa anh em ơi, lần đầu tiên mình được thấy cái gầm giường mà nó lại 5 sao nó đẹp như này anh em ạ. Anh em có ai mà có nhà nào có quả gầm giường nó uy tín không? 5 sao luôn đấy. Chờ sao đầy giường này. Khả năng là tối nay em ngủ luôn ở dưới gầm giường này. Thật đấy. Thật đấy. Cái gầm giường này mẹ của anh mẹ đặt mẹ bao tiền mới set up được cái chú tưởng này. Phải nói là cái lần đầu tiên mình nhìn thấy cái quả giường mà gầm giường mà 5 sao. Mà đây nhá, gầm giường này nằm ở đây rất mát này, có cả chiếu này. Đấy có đèn sao này, có đồ ăn này, nước này. Ôi trời ơi, lung linh luôn. Này, trên này lại có điều hòa nó phả xuống thì thôi tuyệt vời luôn anh em. Ngày nào mà anh cũng có thử thách như này vừa đầu tiên. À đấy. Nhưng mà đây là mới là 5 sao đấy, còn ra đây review cho chú cái gầm giường 1 sao để chú xem nó thế nào nhá. Đấy. Rồi em xem gầm giường 5 sao rồi đúng không? Lung linh luôn. Chất không? Chất luôn. Em muốn ở luôn nhỉ. Nhưng mà đây này, gầm giường 1 sao này, chú xem này. Ý giời. Bánh kẹo đâu? Một sao thì lấy đâu ra cái gì? Có chỗ chùi vào là may đấy. Chiếu đâu? Này, chiếu không có nha anh em nhé. Này, tối om này. Đây này. Gầm giường một sao anh bố trí cho chú này. Đấy, có một cái đèn này để tí nó xoay hiểu chưa? Đấy, để vẽ. Tự soi tự vẽ. Đây là mới có được một chai nước khuyến mại đấy. Nước lọc vậy á. Một sao nó chỉ rẻ tiền đấy thôi. Thế thôi. Đấy là tăm thì chú buồn thì chú xỉa răng. Thì mày buồn thì mày xỉa răng đi chứ này, gì đấy. Hả? Mà chắc gì đó em phải chụp vào một sao. Ừ thì thôi đấy là đen thì phải chịu rồi nhá. Bây giờ anh em mình dám bốc thăm nhá. Vì 5 lít em quyết định chơi clip này. Chơi luôn nhá. Đấy. Chơi luôn. Anh nói thật, chui vào đây mà vẽ là nóng lắm mà chưa chắc đã vẽ đẹp được chứ. Thôi vì 5 lít. À, thôi nhá, ai vào cái khách sạn nào thì phải chấp nhận nhá. Ok. Ra bốc thăm đi. Chơi luôn. Ok. Để bốc thăm nhá. Anh, khoan từ từ. Bốc thăm bây giờ em nghĩ là anh có sự sắp xếp. Bây giờ em nghĩ là anh em mình, anh hồi nhỏ anh hay chơi trò đắt luôn. Chỉ chuyện tao chơi đó, đắt luôn. Đúng luôn à? Đăng cấp thì chơi thôi. Bây giờ anh em đắt luôn. Đắt luôn để lựa chọn. Ai mà đắt, thì một lần duy nhất thôi. Ai mà đắt trúng thì sẽ được gầm giường năm sao. Vẽ người nào mà được gầm chọn gầm giường của mình. À đấy, được chọn cái này mà chọn gầm giường luôn. Biết đâu anh đắt trúng nhưng mà anh thích gầm giường. Thế còn thằng nào mà đắt vượt cái là tự giác chứ vào gầm giường một sao thì nhá. Được, ok. Được. Ôi anh ơi, mình đã dép vào vỡ mồm rồi. mình đã dép vào vỡ luôn cái mồm ngấu này rồi. Ôi, đáp vào mõm bằng vừa à? Thôi đáp lại.
Bác chú rồi em ạ. Mình đã được lâu sau. Yeah. Ok anh em ơi. Thôi được rồi. Thằng Toàn Ngư nó đã được cái khách sạn 5 sao rồi. Mình cho nó làm sao luôn. Khổ của thằng Vương Hầu này bị cái dép trùng túm bõm. Thôi ok nhá. Bây giờ chú chọn idol của chú đi. Thực sự là hai cái nhân vật này đều là idol của em. Ờ. À. Nhưng mà vì em yêu quý cái vẻ đẹp trai của anh Hưng. Ai, Hưng Vô. Hưng Vô. Ok. Là em quyết định là với anh. Anh sẽ với Vương Hữu Dương, Sean, Hacker. Ok. Ok. Ok anh em ơi, thế là mình rất là đen, ném cái lon đã bị hượt và cuối cùng Toàn Ngư nó đã giành được quả giường 5 sao, đồ ăn ngập mồm và nó được chọn idol của nó. Thôi, mình phải chấp nhận là người thua cuộc thôi. Nhưng mà mình sẽ không chịu thua đâu, mình sẽ cố gắng vẽ đẹp để giành chiến thắng anh em nhá. Ok. Ok anh em ạ, thì cuối cùng là mình đã được ở cái gầm giường mà mình ao ước. Bây giờ là cái gầm giường mình đã hơi chừng. À. Tạm uống chanh nước đi nhỉ. Không biết là anh Hùng ở bên kia. Mình nói thật không, chưa mình con ngáo nó vào nó đái cho cái gầm giường ấy. Và giờ mình đứng hết một chai. Bây giờ ok anh em ạ. Cuối cùng là số mình làm cái gì cũng rất đen. Khi ném lon thì ngày xưa mình ném giỏi thế mà sau dạo này mình ném yếu chứ không biết. Cuối cùng này. Thôi chấp nhận vào một sao đi, gầm giường một sao. Toàn Ngư lon bên kia sướng vãi anh em ạ. Đồ ăn trong đèn đóm rồi ánh sáng đầy đủ mà mẹ điều hòa này. Về không có một cái gì đây. Còn mỗi một cái này chắc là để xoay để mình vẽ mới để chai nước này để cầm hơi thôi. Ui nóng chưa chui vào nó nóng anh em ạ. Ok anh em, thôi đằng nào là thử thách vẫn là thử thách, mình phải vào mình chơi. Mình đã ở vị trí gọi là khó khăn thì mình phải vẽ cực đẹp để mình giành lại cái chiến thắng anh em nhé. Ok. Ui chết rồi. Ui thối thế. Ui cái cầm giường này nó có cái mùi gì kinh thế không biết được. Ui à. Ui đùa đi anh em ạ, cực hình. Thế rồi, mình chơi cái trò này đâm ra là mình thành gọi là thằng thiệt thòi anh em. Thôi, chấp nhận. Ui, may có cái đèn này động viên nó sáng sáng tí anh em ạ. Mình không có đèn nháy 6 sao như thằng Toàn Ngư nên là mình có cái đèn này được rồi. Vô cái tăm này để cho Toàn Ngư xỉa răng cuối cùng này, mình xỉa răng này. Không có gì ngậm mà cho nó buồn thôi anh em. Thôi ok anh em nhé, không nói nhiều nữa, mình thực hiện thử thách. Ê xài. Anh Hưng Vâu là hơi bị đẹp trai đấy. Nhưng mà anh em ạ, mình phải đặt một cái miếng bim qua bim bim để cho nó có sức á. Ở bên 5 sao thì công nhận là nó thích thật. Lâu lắm rồi mình được ăn bim bim. Rất là ngon. Anh Hưng là hơi bị đẹp trai ấy. Ôi trời ơi, vẽ Phường Hữu Dưỡng này lại có cả ông Hacker này nữa, đâm ra vẽ nó khó quá. Cầm giường này như trật. Cầm giường này trật quá anh em ạ. Thối quá. Thôi mình vẽ nhanh mình còn té đây. Ở đây chắc một lúc nữa mình ngất luôn anh em ạ. Phải nói đây là một cái thử thách khó nhất của mình từ trước đến giờ anh em ạ. Trước đến giờ chưa bao giờ mình có thử thách này. Mình vẽ ra cuối cùng mình thành thằng gọi là bị thiệt. Anh Hùng nói phết. Đáp loan gọi là đẳng cấp thế giới. Mình biết ngay mà mình không chơi kiểu là bốc thăm đâu. Bốc thăm là biết đâu là có sự sắp xếp rồi. Mình là cứ phải chơi cái món đáp dép. Hồi xưa là mình đáp chết mấy con vịt, mấy con gà hàng xóm. Đúng là trong cái gầm giường sướng thật anh em ạ. Không ai nghĩ là trong gầm giường sướng đâu anh em. Vừa có đồ ăn ngon mà lại vừa có nước uống nữa. Điều hòa lại mát rượi luôn. Thực sự là mình cũng ước là ngày nào mình cũng được ngủ gầm giường anh em ạ. Đấy, bây giờ là mình sẽ vẽ idol. Đấy, uy tín luôn. Anh ấy xả ai. Phường Hữu Dưỡng này thì cũng là idol đấy các bạn ạ.
Ai đồn dưới trẻ đấy. Toàn Ngư vẽ không biết bên kia thế nào nhỉ? Thằng này mẹ nó vẽ xấu nhưng mà khả năng nó có cái chỗ xấu sao nó đẹp, chắc khả năng là nó ăn uống đầy đủ, nó sướng nó khi nó ngủ bố rồi nên ấy. Nó quên nhiệm vụ, có khi mình thắng các bạn. Thằng đấy là thằng ham ăn người làm nên là nó có khi là nó không vẽ được đâu. Biết thế mình chơi bốc thăm nó dễ các bạn, đa nhiên thì ném lon nhỉ. Ai xài ai đẹp trai lắm anh em ạ. Đấy, mình vẽ hoa tay phết đấy chứ. Đấy, không biết là ông Hùng ở bên kia bây giờ ông như thế nào anh em ạ. Đấy, trời rõ là nắng chang chang luôn, 39-40 độ C. Đấy, ở trong này điều hòa thì mát rượi luôn, đồ ăn nước uống không biết là ở bên kia khả năng là ngất là mất anh em ạ. Thôi ai mượn là cái tội anh nói phép, nào là đáp chép hay chỏ trên. Quẩy á, thèm ăn tí đấy thì rằng đây này, có cơ chỗ bóc này. Quẩy xong rồi. Ôi chết, đây là mình hôn đồ ăn nhá, không phải mình hôn anh Hưng đâu. Mọi người đừng có mà nghĩ là mình hôn anh Hưng nhá. Ui, nóng quá. Nóng quá anh em. Ui. Nóng cực kỳ luôn. Xong trong này có mùi gì như kiểu mùi nước đại thổ á. Không nước à. Ngậm lằng ngậm tăm cho đỡ đói. Bên kia thằng Toàn Ngư nó đổ ăn nó phun. Bên này mình không có một cái gì. Này, bên này có mỗi cái này thôi. Đấy, vất vả lắm đấy anh em ạ, không phải là sung sướng gì đâu. Làm clip thử thách cho anh em xem vất vả lắm. Anh em nhớ đăng ký kênh, like, subscribe, chia sẻ ủng hộ cho anh em mình nhé. Wow. Anh em mà có ý tưởng gì, thử thách gì hay thì comment vào để anh em mình thực hiện cho anh em xem nhé. Mà đúng là cái thử thách này cực hình anh em ạ. Wow. À, anh em nhìn này, Phương Hữu Dưỡng này. Đấy. Đã vẽ ông này này, tự nhiên lại có thêm màu hacker vào đây nữa đâm ra này. Lại phải vẽ thêm màu hacker này. Wow. Bây giờ cứ phải ăn đây anh em ạ, ăn có sức mà làm. Anh Hùng anh cũng đéo cơ. Mẹ, bên kia có mỗi chai nước lọc, ông ấy để lọ tăm. Chắc là 100% là bốc thăm là có cái vấn đề gì đó ấy. Ông trêu ngươi mình ấy, nhưng mà mình đầu óc Toàn Ngư là hơi bị tỉnh ấy. Không bị dễ lừa đâu. Này, khoai rất là ngon nhá, mời anh em nhá. Ngọt quá anh ạ, bây giờ mình vẽ tiếp thôi. Ở thì ở sướng rồi. Khả năng là mình phải vẽ thật là đẹp để tí nữa mình cố mà gắng mình kiếm nó lên 5 lít. Ok anh em ạ, thì hôm nọ là một số anh em xem cái tập thử thách mình vẽ thi với Toàn Ngư ấy, một số anh em rất là thích. Nên là cũng yêu cầu mình thực hiện cái thử thách này lại. Thì hôm nay mình đã thực hiện lại cho anh em xem nhé. Đấy, nhưng mà thực hiện là trong một cái gọi là cái môi trường nó khắc nghiệt quá. Mình cứ nghĩ là mình phải ăn được quả 6 sao kia. Mẹ mát rượi đồ ăn thức uống, mẹ có chiếu làm chùa ở đây phải nói các bạn là wow. Mình vã hết mồ hôi anh em ạ. Này, ướt hết, sợ thật luôn. Mà thôi, vì anh em nên là mình vẫn cố gắng làm anh em ạ. Chật luôn, anh em thấy đấy, ngẩng đầu lên cái là đập đầu đây luôn này. Mình coi như là như kiểu một tư thế gọi là bị giam cầm đấy anh em ạ, hiểu chưa? Thật toàn như kia nó có chiếu khả năng, nó có điều hòa, nó mát, nó còn nằm ra được chứ ở đây thua luôn. Không phải nói phép nha anh em, chứ mà anh em nào chỉ cần ở đây khoảng một tiếng rồi chắc là ngất luôn ấy. Nên mình đang cố gắng mình hoàn thành cái clip này nhanh để mình thoát khỏi đây, không thì toang anh em ạ. Cầm tường 6 sao thì khả năng là ở mấy ngày cũng được, nó mát rồi, có đồ ăn. Cầm giường này không có một cái gì. Thank you.
Ok anh em ơi, mình sắp vẽ đến ông hacker rồi. Đấy, đây đến đây là chỗ hacker nhá. Đây, tự nhiên cái tranh này có thêm ông hacker, đâm ra là phải vẽ thêm ông hacker vào, không thì nó lại không giống với tranh thật thì nó lại không uy tín lắm, thì tí lại chấm điểm mình lại trượt thì chết. Ui, nước mồ hôi của mình chảy hết ra cả mặt ông hacker đấy anh em ơi. Thật sự với các bạn là vất vả, quá vất vả luôn. Chơi thử thách thì nó vui anh em ạ, nhưng mà rất là vất vả đấy, rất là mệt đấy. Anh em nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình để mình ra tiếp cái series vẽ tranh các idol cho anh em xem nhé. Anh em thích mình vẽ idol gì để mình mới toàn thử thách tiếp cho anh em xem. Thật sự trong này rất là tối và hôi. Mình đang hoàn thành nốt cái áo của thằng hacker này là xong anh em ạ. Đấy. Phương Hữu Dưỡng hình như là không thích tóc vàng, nhưng mà mình sẽ nhuộm cho Phương Hữu Dưỡng tí tóc vàng cho nó uy tín anh em ạ. Vàng với màu xanh em nhé. Ui giời, màu 10.000 nó khác, sắp hết đến nơi. Ok, mình kết thúc đây, mình không chịu nữa rồi anh em ạ. Ok anh em ơi, cuối cùng là cái bức tranh Phương Hữu Dưỡng và hacker này đã hoàn thành. Phải nói với các bạn là ui, mồ hôi vã như mưa luôn. Ôi chảy vào mắt mình cay quá các bạn. Đúng là trong cái gầm giường một sao này đúng là nó đẻo thật sự luôn. Không khác gì một cái khu ổ chuột. Thôi mình phải ra đây, mình ngất rồi. Ui. Later. Ây da, Dương ơi, hôm nay bọn anh lại tiếp tục thi vẽ tranh, chú lại làm giám khảo cho anh phát nữa thế này. Ây da. Hôm nay Dương vẽ đồ ấy, bây giờ là hai đồ này, chú biết ai không? Này. Đây là cái tập gọi là đeo cái răng vẩu thôi, không phải mồm bâu đâu. Hưng Vlog đấy. Ơ, không ai không biết à? Chú nổi tiếng, chú không biết người nổi tiếng. PDH. Hưng Vlog. Chú xem anh với Toàn Ngư xem trình độ vẽ như nào. Bây giờ nhá. Vẽ rồi, ở dưới này. Bây giờ chú là ta, chú chấm cho anh cái. Chấm phải công tâm nhá. Toàn Ngư này. Em nghĩ là lần sau các anh đừng bao giờ chơi vẽ tranh ấy nhá. Vẽ nó phải đẳng cấp như này đi. Được đấy, trông này là 3 điểm. Không phải đâu, bọn anh vẽ thứ gầm giường ấy, nên là nó không thể gọi là nó có đủ không gian để vẽ đẹp được, chú hiểu chưa? Ừ, mẹ thử thách thứ gầm giường cơ mà. Đẳng cấp nó như thế mà. Nhưng mà đây này, nhìn sơ bộ là nó cũng giống mà, đúng không? Đấy. Hacker này. Chắc là mày này. Ui giời ơi. Mày vẽ ai đấy? Con gì? Ui giời, đây nói con gì luôn nào. Ôi đi luôn à. Đấy, thôi nhá mày. Mày tự biết kết quả của mày rồi nhá. Ra. Ôi vẽ này. Người ta chỉ mỗi cái răng vẩu nhưng vẫn còn đẹp trai đây, bố vẽ thì không hiểu cái kiểu gì này. Ui giời. Tưởng con gì, người ta hưng vlog người ta đẹp như thế này. Ít nhất người ta đây nó cũng phải đẹp dai qua này. Vẽ thì gầm giường nó khó nhưng mà ít nhất nó phải như này. Ok anh em ạ. Đấy, cuối cùng mình cũng đã được động viên bằng cái bức tranh này nhá. Thôi 3 điểm nhưng vẫn hơn thằng Toàn Ngư 1 điểm anh em ạ. Chui vào cái gầm giường một sao mà nó lóng lắng vất vả vách trưởng anh em. Bẩn hết quần rồi. Đấy, bẩn hết quần. Nhưng mà thôi. Đấy, làm cho anh em xem cho nó vui vẻ thôi, không có vấn đề cả. Anh em nhớ đăng ký kênh, like, subscribe ủng hộ cho anh em mình nhá. Ok anh em.